Em ơi, bây giờ Arnold ra nhiều mẫu quá, Flash 36 rồi dòng CX 36, dòng 2450, rồi thêm mấy cái dòng có đầu karaoke nữa. Anh là anh thích Arnold đó mà nó ra rối quá. Anh đang cần tìm cái loa tối tối anh hát, bữa giờ trời mưa quá trời luôn. Tối buồn buồn anh hát cái cho đã coi. Tư vấn anh coi em. Dạ vâng, em chào anh. Em xin chào quý cô chú quý anh chị đang theo dõi trên kênh YouTube của Loa. Đây là một kênh chuyên chia sẻ về những sản phẩm loa karaoke xách tay. Nếu quý cô chú anh chị yêu thích cái chủ đề này, mọi người nhớ nhấn nút đăng ký kênh để luôn luôn cập nhật được những video mới nhất nhé. Và trong video ngày hôm nay, Gula sẽ chia thành 3 phần. Phần đầu tiên là những điểm giống nhau của ba dòng loa này. Phần thứ hai là những điểm khác nhau chính. Và khi chúng ta nghe được những điểm khác nhau đó, chúng ta sẽ tự lựa chọn được cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta. Và đương nhiên phần thứ ba, em sẽ test thử những đoạn karaoke nghe nhạc thực tế của ba dòng loa này để chúng ta có thể dễ dàng so sánh nhé. Phần đầu tiên đó là những điểm giống nhau. Giống nhau về thương hiệu, giống nhau về cái cây micro để chúng ta hát, giống nhau về những tính năng cân chỉnh, giống nhau về những ngõ tín hiệu kết nối. Công suất mà hãng công bố đều là 200W, nhưng riêng về độ lớn, độ ồn thực tế cũng như là chất âm riêng biệt, em sẽ chia sẻ ở phần khác nhau. Khác nhau thì nhiều, nhưng mà một cái điều giống nhau đó là cái chất tiếng của micro Arnold từ xưa đến nay em thấy nó rất là giống nhau ở những loa sản xuất theo phương pháp digital mà nhá. Tại vì cái hiệu ứng echo, delay, reverb nó giống nhau. Độ nhẹ và vang cũng như cái độ nền giọng nó cũng giống nhau luôn. Phần thiết kế có những điểm giống nhau, ví dụ như là thùng gỗ dày khoảng 8 ly, bọc da ở đây, cũng như là các cái nút cân chỉnh ở đây bằng chất liệu nhôm phay thì hoàn toàn giống nhau. Đó là những điểm giống nhau căn bản giữa dòng Flash 36, dòng 3600 và dòng 450. Đi sâu cụ thể những tính năng mà ba dòng loa này có sự giống nhau. Đầu tiên là những cái tính năng cân chỉnh ở đây, ví dụ như volume, master và volume nhạc riêng. Có hai volume micro riêng biệt. Chúng ta có bass treble của nhạc và bass treble của micro đều có hiệu ứng echo, delay, reverb, đều có tính năng bass boost, đều có tính năng kết nối được hai loa không dây chỉ chỉnh ở một bên, đều có tính năng đá bluetooth và nút nguồn ở phía trên như thế này, dễ dàng để chúng ta tắt bật không cần phải lòn tay ra sau. Xét về tính năng kết nối, ba dòng loa này đều có ngõ guitar, đều có ngõ micro có dây, ngõ 3.5 in, và xài điện nguồn trực tiếp được và có thể xài pin được luôn. Nghĩa là ba dòng loa này chúng ta có thể xài pin, hoặc chúng ta tháo pin, chúng ta bỏ pin ra luôn, hoặc là cái pin nó bị chai, chúng ta cắm điện cho tiếp, chúng ta vẫn xài bình thường. Một điều tiếp theo ở phần tính năng kết nối đó là Flash 36 có thể livestream qua ngõ OTG, còn dòng 450 và dòng 36 có thể livestream qua ngõ USB. Ngõ OTG thì chúng ta thấy thông dụng đúng không ạ? Rất dễ kết nối khi chúng ta xài qua điện thoại. Còn dòng 36 và dòng 450 livestream qua ngõ USB thì nó sẽ tiện lợi cho chúng ta livestream máy tính cũng được, hoặc livestream qua điện thoại cũng được. Dòng Flash 36 này không có ngõ out ra sub, và chúng ta cũng không nên out ra sub mà nhé. Tại vì sao? Loa này nó đã có một loa sub rồi. Nếu chúng ta out ra sub nữa thì chúng ta nghe dãy trầm nó rất là mạnh, nhưng mà cuối cùng dãy trung và dãy cao sẽ theo không nổi. Nhưng nếu chúng ta muốn kết nối thêm loa thì theo em, chúng ta nên kết nối một lần hai loa Flash 36 không dây thì nó sẽ hợp lý hơn nha. Không có ngõ out sub, nhưng dòng loa Flash 36 có lợi thế hơn hai dòng loa 450 và dòng 36 ở ngõ kết nối vào, đó là ngõ HDMI mà nhé. Theo em thì nếu chúng ta đưa âm thanh từ TV xuống cái loa, chúng ta nên sử dụng HDMI hơn là ngõ optical mà nhé. Lý do vì sao? Cái hiệu quả âm thanh như nhau, nhưng mà cái ngõ HDMI á nó cứng chắc hơn, chúng ta cắm vào cái nó cứng cáp hơn, đỡ bị sụt sệt hơn. Phần thứ hai đó là những điểm khác nhau chính mang tính quyết định, nghĩa là có ở cái loa này mà sẽ không có ở những loa khác. Đi vào nhân vật chính đầu tiên đó là Arnold Flash 36. Loa này có những điều gì mà những dòng loa còn lại không có? Đầu tiên nó có màu tím rồi nha. Cái thứ hai đó là nó có một loa bass sub, các dòng loa này không có bass sub. Thứ ba là về cái phần hiệu quả, cái phần kết quả cuối cùng mà cái âm thanh ra được, đó là nghe nhạc thì chắc chắn với quý cô chú anh chị là loa Flash 36 nghe nhạc hay nhất, bass xuống cũng sâu nhất luôn. Chất riêng tiếng micro của Arnold Flash 36 đó là sự trong trẻo, có sự tách bạch giữa micro và nhạc. Vì vậy nếu chúng ta không cần đầu karaoke, không quá cân nhắc 1-2 triệu ở phần mức giá, thì Arnold Flash 36 có thể là sự lựa chọn hợp lý nhất cho chúng ta. Cụ thể hơn về phần mức giá, xét giữa những loa không có đầu karaoke thì dòng Flash 36 cao hơn dòng CX36 khoảng 900.000 đồng, cao hơn dòng 2450 khoảng 1.500.000. Dòng loa 36 có đầu karaoke, cái mức giá nó sẽ bằng dòng loa Arnold Flash 36. Sau đây là những lợi thế của dòng 2NES450 và dòng 2NES36. Thứ nhất đó là có đầu karaoke. Riêng về phần review chi tiết những cái khả năng mà đầu karaoke có thể làm được, quý cô chú quý anh chị có thể xem cái phần review chi tiết em đã đăng trên kênh Gula. Phần thứ hai đó là hai dòng này có thiết kế lạ hơn, đó là có lỗ thông hơi phía dưới
khi chúng ta đặt ở những cái loa này để sát cái tủ tivi thì nó sẽ không bị ù, nó sẽ không có bị nhưng đổi lại nếu hai dòng loa này không có mặt ở phía dưới để cộng hưởng thì âm bass nó sẽ không ra tốt bằng dòng loa flat 36 nếu dòng loa flat 36 có bức tường ở phía sau. Và quý cô chú quý anh chị chúng ta lưu ý dòng flat 36 chúng ta nên để ở cách tường khoảng 30-50cm sẽ hợp lý nhất. Dòng bass 6 này thì có lợi thế gì? Phần đầu tiên đó là tiếng micro dành cho những người nữ hoặc là những người nam có giọng mỏng. Lý do vì sao quý cô chú quý anh chị ha? Đối với dòng xế bàn 6 này nó có một cái loa bass, nhưng mà loa bass này là bass 25 và gân vải tẩm dầu. Thì thường những loa bass này nó sẽ lợi cho chúng ta ở tiếng ca, và cụ thể hơn đó là dải trầm của giọng hát. Ở cái loa chung này nó sẽ phát ra cái dải trung của giọng hát, ở cái loa chép này nó sẽ phát ra cái dải cao của giọng hát. Nên có nhiều chị hoặc là nhiều cô hát qua cái dòng xế bàn 6 này sẽ thích, hoặc những anh có dải trầm của giọng chưa được lực chắc chắn hát qua dòng bàn 6 này sẽ hỗ trợ tốt hơn. Nhưng mà chắc chắn với quý cô chú quý anh chị là những chú có độ tuổi lớn và có giọng trầm và khàn thì theo em là dòng flat 36 sẽ phù hợp hơn. Tại vì sao? Dòng loa này nó có được một cái độ trong trẻo hơn, những cái dải trầm mà bị ù đó sẽ bị cắt đi. Xét về cái hiệu quả của phần nhạc nền thì theo em Arnold Flat 36 có hiệu quả về độ chi tiết, về độ êm, về bass sâu. Còn dòng loa xế bàn 6 hoặc dòng loa 2NS bàn 6 sẽ có hiệu quả về phần độ lớn, độ ồn thực tế. Với tỷ lệ như sau nhé, dòng này được 8 phần, dòng này được 9 phần và dòng này được 10 phần. Dòng 450 này có những gì mà hai dòng này không có mà nhé? Đầu tiên đó là kích thước nhỏ gọn nhất và cân nặng nhẹ nhất để chúng ta có thể dễ dàng xách đi, hoặc chúng ta có thể để được ở những vị trí có kích thước để mà những dòng loa to bỏ vào không lọt. Phía trên này là bảng kích thước và cân nặng của ba loa nhé. Đây là của Flat 36 nè, đây là của dòng bàn 6 nè, đây còn là của dòng 450 nè. Và một tiêu chí cũng cực kỳ quan trọng đó là dòng 450 có được một mức giá rất là mềm, có thể nói là mềm nhất trong ba dòng loa đây luôn. Đối với dòng 2450 có thể giá mềm hơn dòng Flat 36 này khoảng 1,5 triệu. Phần khác nhau tiếp theo cũng cực kỳ quan trọng đối với những cô chú quý anh chị chúng ta cần xách tay lên máy bay mời nhé. Dòng Flat 36 này có cái lượng pin là to nhất. Lượng pin to nhất không có nghĩa là cái thời lượng nó sử dụng dài mọi nhá. Nhưng mà đối với cái loa này, vì có cái loa sub nó tốn nhiều điện nên cái dòng loa Flat 36 này có cái pin á là dung lượng 153 Wh. Còn dòng loa 36 và dòng 450 thì có dung lượng pin là 76.8 Wh. Pin lớn hơn cũng có lợi và cũng có hại. Có lợi là cái thời lượng nó dài hơn, nhưng mà cũng có hại là chúng ta không xách tay đi lên máy bay được. Và một điều quý cô chú quý anh chị chúng ta lưu ý là dung lượng hơn gấp đôi không có nghĩa là thời lượng hơn gấp đôi mọi người nhé. Lý do vì sao? Vì cái loa bass sub này nó tốn nhiều năng lượng nên nó sẽ tiêu hao cái pin nó nhiều hơn, nhanh hơn. Nên là cứ không phải cái dung lượng gấp đôi là cái thời lượng gấp đôi mọi người nhé. Dạ vâng, em biết là mọi sự so sánh đều là khập khiễng hết. Chúng ta chỉ đang chọn ở một mức độ tương đối thôi. Tại sao mọi người? Ví dụ 50% của loa này chưa hẳn đã bằng 50% của cái loa khác. Em ví dụ nha, 50% của Bose S1 Pro Plus đó là cái phần mà dòng loa đó hay nhất rồi. Quan trọng nhất ở phần này quý cô chú anh chị có thể nghe được cái chất tiếng thôi nha. Ok, rồi hiện tại em đang để tất cả các nút các loa đều hướng 12 giờ hết. Chỉ có riêng Volume Master là hai cái loa này em đang tắt thôi. Tại vì mỗi khi em mở cái loa nào lên em mới bật nút Volume Master lên thôi nhé. Còn tất cả các nút đều hướng 12 giờ hết. Echo, Delay, Reverb em đang tắt nha. Đây là tiếng mật nha. Rồi em sẽ để cùng một cái vị trí cũng như là cùng một cái thiết bị thu, đó là điện thoại và micro này. Em phát một lần là ba loa luôn. Còn tiếng phần nhạc em sẽ test cùng một bản nhạc, cùng một cái điện thoại phát ra nha. Em sẽ quay cho mình xem thực tế nó như thế nào nha. Tất cả các nút đều hướng 12 giờ hết. Echo, Delay, Reverb tắt nha. Đấy, loa này cũng vậy luôn. Rồi, loa này cũng vậy nha. Rồi, đầu tiên đó là dòng loa 2450 và 2NS450. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, rồi em sẽ lên cho một quý các chú anh chị nghe một chút Reverb nha. Reverb hướng 12 giờ. Alo. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Rồi, lên Echo Delay hướng 12 giờ luôn. Phố đêm, đèn mơ răng răng. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, alo. Rồi, tắt cái dòng loa 450 nhé, mọi người sẽ không nghe tiếng rồi đó. Giờ qua đến dòng loa 36 nha. Dòng loa 36 nè, rồi em sẽ lên đầu tiên đó là cái micro thôi nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, em lên 50% reverse. Alo,
Mắt em nhòa đi mascara. Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. À, lên echo nha. Echo 50%, delay 50% luôn. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Rồi tắt cái volume master nhé. Alo, rồi anh tắt cái volume master này. Nói với cái chú anh chị chúng ta sẽ không nghe nữa nha. Rồi, tới đây là dòng loa Flux 36 nhé. Rồi, em sẽ lên cái volume master. Thứ 12 giờ, alo. Đây là chức tiếng mọc, chức tiếng chay của dòng loa Flux 36. Sau đó em lên revert hướng 12 giờ. Alo. Rằng có một lần gặp nhau bơ ngơ, đâu ai dám ngờ con tim thẫn thờ. Rồi, đến đây cô để like hướng 12 giờ đúng nha. Rừng hoàng đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa xin. Bây giờ sẽ test thử karaoke một lần qua ba loa nhé. Đầu tiên là Flux 36, tất cả loa đều để hướng 12 giờ hết. Những cái riêng quá chép của nhạc để hướng 3 giờ nha. Yêu nhau cho đời đau, hằn sâu trong thì xa. Có những vết thương còn để lại người ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Yêu nhau cho đớn đau, hằn sâu trong thì xa. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Yêu nhau cho đớn đau, hằn sâu trong thì xa. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Dạ vâng, và trong video ngày hôm nay thì Ula đã chia sẻ rất là cụ thể những điểm giống khác nhau của test thử âm thanh thực tế của ba dòng loa, đó là dòng Flux 36, dòng 36, dòng 450 nhé. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video. Nếu quý cô chú anh chị chúng ta yêu thích sản phẩm nào nhất, mọi người có thể comment bên dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu chúng ta cần tư vấn, mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline Zalo của Ula, đó là 0869523380, hoặc có thể lên phần tìm kiếm của Facebook, mọi người gọi là chữ Gu, như cách loa sẽ ra một cái trang fanpage tại Ula mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye, xin chào và hẹn lại trong những video tiếp theo.